Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Giá bán của Yamaha Enviro King trên 10 giảm mạnh, chỉ còn bằng Exciter trên 50 trong nước. Như mọi người cũng đã biết, Jupiter Enviro King trên 10 cũng là chiếc Exciter trên 10 tại Việt Nam, nhưng với tên gọi khác nhau tại thị trường Ấn Độ và có một số điểm khác nhau cho phù hợp hơn với nhu cầu của từng nước khác. Yamaha Indo ra mắt dòng xe Jupiter Enviro King trên 10 với 3 màu làm chủ đạo cho bản thương mại, bao gồm đỏ đen bạc, trắng đỏ đen và một bản rất đặc biệt là đen sọc đỏ. Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều đại lý nhập khẩu dòng xe này về cung cấp cho thị trường trong nước với giá bán cao hơn Exciter trên 10 tại Việt Nam từ 4 đến 5 triệu đồng, tùy vào cái độ hot của từng màu của chiếc xe. Thời gian gần đây mẫu xe này đang có hiện tượng là bỏ quà, khi giá bán của Enviro King trên 10 màu bạc chỉ còn có 48 triệu đồng. Phiên bản đặc biệt Enviro King trên 10 màu đen được cho là bán chạy nhất, chỉ có giá cao hơn là 2 triệu đồng. Đây chắc hẳn là một tin vui cho những giới chơi xe Contar tại Việt Nam, khi có rất nhiều bạn thích mẫu xe này nhưng trở ngại về giá đang là một rào cản rất lớn. Enviro King trên 10 vẫn sử dụng khối động cơ 1 phân khối SOC giống với Exciter trên 10, cho ra công suất là 15,4 mã lực. Dùng công nghệ mới được cải tiến từ dòng New Vision hay còn gọi là FZ trên UI với trục lợi tâm, một phần của công nghệ Euro. Và rất nhiều ý kiến cũng thắc mắc sao Việt Nam không có cần khởi động mà Thái Lan, Indo lại có. Vì rất nhiều ý kiến số đông ở thời gian phát triển dòng xe này tại Việt Nam cũng dựa trên nhu cầu của người Việt sử dụng, cho ra ý kiến không cần cái cần này nên nó bỏ đi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp. Nhớ like, share, subscribe.